Máy cắt cỏ Hyundai HT-U35 đồng 36 là dòng máy cắt cỏ của thương hiệu nổi tiếng Hyundai. Máy có công suất hoạt động 1.2 HP cùng với đường kính piston là 36mm sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong việc cắt cỏ hiệu quả. Máy có thể cắt nhiều loại cỏ khác nhau từ cỏ mềm cho đến cỏ cứng, cỏ ngắn, cỏ dài hoặc dùng để phát quang bụi rậm, cắt cỏ ven đường. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức cũng như nhân lực khi sử dụng làm việc, góp phần nâng cao năng suất lao động được hiệu quả hơn. Máy cắt cỏ Hyundai HT-U35 giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức cũng như nhân lực khi sử dụng làm việc, góp phần nâng cao năng suất lao động được hiệu quả hơn. Khung máy được thiết kế gọn gàng, kiểu dáng đẹp, trọng lượng tương đối nhẹ, dễ dàng cho việc di chuyển khi làm việc, đem lại sự an toàn khi sử dụng. Máy sử dụng bộ chế hòa khí kiểu da bơm giúp tiết kiệm điện năng khi sử dụng. Máy được khởi động bằng tay nhẹ nhàng, dễ nổ,